Hello, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên một cái video về cái bộ mic LX các bác nhé, BS850. Bộ này mic hay lắm, bộ này thì quá ok luôn rồi. Đây là bản nâng cấp của cái bộ mic BS850 cũ của bên em. Hàng này thì theo nhà sản xuất nói là tiếng mic nó nghe nó chi tiết rõ ràng hơn rất là nhiều, và đặc biệt nó không bị vỡ tiếng các bác nhé. Và nó thử thiết kế là sóng nó sẽ xa hơn rất là nhiều. Đó. Bộ này như nhà sản xuất nói là sóng nó xa tầm 200 đến 300 mét anh em nhé. Tí nữa em sẽ test thử các bác nghe. Tí nữa em sẽ mang ra ngoài trời test luôn. Tiếng mic hay lắm. Đây là tay mic này. Đấy, tay mic cầm rất là đẹp. Với bộ mic BS850 cũ thì mẫu cũ thì nó sẽ là cái dòng mic đuôi chuột, đúng không ạ? Dòng mic đuôi chuột, nhưng bộ này thì sẽ không phải các bác nhé. Đấy, tay cầm rất là đẹp, tất cả vỏ này đều là vỏ kim loại hết. Đấy, vỏ kim loại hết, anh em có thể thấy. Nhìn quá xịn sò luôn. Đấy, em sẽ soi một lượt cho tất cả các bác xem. Tay mic cầm quá chất luôn. Ok chưa ạ? Nhìn rất là đẹp. Sẽ tháo thử ra một chiếc anh em xem nhé. Đây, em sẽ tháo ra. Tháo ra thì ở đây nó có khe để anh em lắp pin này. Đấy, chúng ta kéo ra. Và họ cũng đã đánh dấu chiều hết rồi. Chiều âm dương để ra lắp pin hết rồi. Và vị trí bấm điện nguồn này. Ok chưa? Đầy đủ luôn. Đầy đủ chức năng nhé. Ở trên cái bộ mic, bộ mic sự kiện này. Và đây, nó sẽ đi kèm hai cái chống lăn này, một cái dây jack 6 ly. Đó, dây jack 6 ly các bác nhé, để người ta kết nối súng vang hoặc súng mixer. Dây nguồn, dây nguồn này chạy điện từ 110 cho đến 240V. Đó. Đẹp. Xóa hết cho các bác xem. Đây là tay mic, đây là dâu các bác nhé. Dâu anten đây. Dâu anten này sử dụng sóng đầu 7 này. Sóng đầu 7 thì chắc chắn nó bắt sẽ rất là xa. Đấy, khẳng định luôn. Ok chưa ạ? Rất là xa. 4 dâu anten, 4 hộp sóng. Còn đây là đầu thu này. Nó sẽ còn đi kèm là 4 quả pin nữa các bác nhé. Pin này không phải là pin sạc đâu. Bóc ra cho các bác xem luôn. Quá đẹp đúng không ạ? Anh em thấy ok không? Này thì nó là lớp ni lông để dán chống xước, và anh em có thể bóc nó ra nhé. Bóc nó ra. Hai bên này có hai cái tai nhìn rất là đẹp. Đấy, ok chưa? Hàng này rất là chất. Đằng sau có 4 cái dấu anten này. Hai jack ca lông chuyên nghiệp và một jack 6 ly, vị trí điện nguồn chúng ta cắm vào đây. Giá 5.200.000 đồng các bác nhé. 5.200.000 đồng. Tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ luôn. Ok chưa? Tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ. Đấy. Đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ luôn. Và đây, đây em có bật điện nguồn lên này, để cho các bác xem cái màn hình giao diện của bộ mic này. Ok chưa ạ? Tay mic khi nắp vào nhé. Đấy, nắp vào có cái chống lăn này. Đấy, 4 dòng tem. Hàng này quá chất rồi. Chỉnh âm lượng to nhỏ này. À, chúng ta để kịch lên nó sẽ là 18 nhé. Âm lượng sẽ 18. Bình thường chúng ta để tầm 14, 15 thôi. À, anh em để kênh A như thế nào, chúng ta để kênh B như vậy. À, để kênh B như vậy nhé. Hàng này rất là đẹp. 5.200.000 đồng. Bộ mic BS850 này. Thì bây giờ em sẽ chuyển ra ngoài. À, bộ này em phải mang ra ngoài test nhé. Để xem chân mic như thế nào. Thì anh em cùng đoán xem cái video tiếp theo của bên em. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và bây giờ anh em cùng nghe
hay lang thang buồn trôi, lặng lặng nỗi tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em nghe xót xa em mới có hay. Giữa bóng tối chập trùng, tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dìu em qua đắng cay. Mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm lòng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Vòng tay chào ơi ấm hôn tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắm say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man mùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Buồn trôi mang ngư tư khát khao trong tim tháng ngày, theo mưa rơi lạnh căm, tình đêm em nghe rất xa em mới có hay. Giữa bóng tối chập trùng, tình em như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước anh về, dù em qua đắng cay. Xuống mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm lòng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Quất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Vòng tay chào hơi ấm, sầu xa con tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man mùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Con tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mưa man buồn là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên.